bằng cái cây mình làm bằng cái cây mốc nè, cây sắt á, mình hàn vô cái mình làm có hai cái chia nè, thì nó sống ở dưới bùn này nè, mình chừng nào nước cạn rồi mình mới đi bắt thôi, chứ nước lớn mình bắt không được, mà mình bắt được có mấy tiếng thôi, 3 tiếng 4 tiếng à, là nước nó lớn lên lại rồi, khổ chứ, tại mình không tiền mình đi bắt lại chứ. Ăn thì mình nấu cháo cũng được, hoặc là mình nướng mỡ hành.